Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Lại Đăng Vlog nhé. Hôm nay mình xin quay trở lại và giới thiệu với tất cả mọi người đang theo dõi kênh của mình một con chó săn, dòng chó nhách. Nói là dòng chó nhách bởi vì con chó này hiện tại nó đã xít 1 năm tuổi rồi. Và nó chỉ được 10 cân thôi, đến 11 cân là cùng thôi. Con chó này rất là nhanh nhẹn nhé. Mắt của nó thì màu đỏ, ngực nở, chân tay thì không huyền đề, tai dựng và đuôi thì vót. Con này thì lưỡi thì không đốm. Và mũi của nó này khá rất. Con chó này vừa mới lấy về cái đây khoảng 30 phút thôi. Nó rất thuần. Và tính của con này cũng rất là ham săn nhé. Con chó này thì ở nhà họ là cũng đi săn các loại luôn. Cầy cáo nó cũng đi săn nhiều rồi. Và mèo nhà thì nó cũng được cắn vài lần này. Mèo nhà, mèo rừng này, bạc má này. Chó này thì vẫn phải đi săn theo đàn thôi nhé. Anh em có cho đi theo đàn, nhập đàn là vô tư luôn. Thì chó này nó đang non, đang rất là dễ thuần. Và xin trao đổi thêm là con chó này hiện tại nó đã có chửa rồi nhá. 10 11 cân thôi, nhưng nó đã có chửa khoảng 1 tháng rồi đấy. Bây giờ nó bắt đầu nó xuống vú rồi. Con này là cũng anh em về mà ghép vào đàn cho đi săn là cứ những con khác săn cái gì là nó săn cái ấy luôn. Và tính của con này thì rất là ham săn. Chỉ cần cầm xích này nhưng mà sục vào đâu rồi, sang này. Mình chỉ, nói chung là nó thấy những con kia sục sạo rồi. Chạy nhanh lắm. Nó rất là ham săn nhá. Chỉ cần nó sục những con kia nghe tiếng mách ở trên đồi thôi là nó đã muốn chạy theo rồi. Đấy là theo đàn. Còn bây giờ mình nhìn muốn với địa hình ở Thái Nguyên chỗ mình nó có nhiều các cái tả ly cao và ruột rậm thì việc nuôi những con chó nhỏ như này thì nó sẽ rất là hay vì nó có thể chui rúc ở mọi địa hình được. Và con chó này tuy nó bé nhưng mà nó rất là ham cắn nhá. Cứ trong đàn thì nhưng mà nó cũng chỉ là cắn theo thôi, những con khác con to cắn con mồi nào là nó cũng vào nó cắn nó rằng xé rất là ác. Con này được phối với một con chó đực tên nó là Mix. Con đấy là chó cũng là chó đen 4 mắt mà mình đã bán cho chú em đấy. Nó phối với con chó này. Anh em nào ai có nhu cầu nuôi sở hữu dòng chó nhách này thì xin mời hãy liên hệ với mình nhé. Đấy, tính của nó rất là hay sục sạo nhé. Đây vẫn còn rất xích, vừa lấy về đây nhưng mà rất là ham luôn. Không biết ở đây có cái mùi gì không. Muốn đi lên đồi này nhưng mà mình đang muốn xích nó lại để giữ quay cho anh em xem. Con chó này thì như mình thì vừa mới về cách đây 1 tiếng đã như thế này thì ngày mai thì mình có thể thả cho đi săn cùng luôn được. Nhìn con chó rất là nhanh. Thấy con kia chạy lên, thấy con kia chạy lên đồi là nó cũng muốn chạy theo ngay thôi. Và bây giờ thì mình phải xích nó lại thôi để quay cho tất cả mọi người theo dõi kênh được xem. Bởi vì con chó này khi mà dắt nó đi thì nó tính của nó rất là hay lùng sục nhá.
Gần đây khi mà kênh YouTube của mình được phát thì cũng đã được rất nhiều anh em ở mọi miền Tổ quốc quan tâm và theo dõi. Ngoài việc tìm những con chó săn cầy cáo, chó săn lợn rừng, chó săn hiêu hoang thì anh em còn muốn sở hữu những con chó đúng là dòng chó nhách, chó nhỏ như con chó này. Mọi người thích những con chó 9, 10, 11, 12 cân đổ lại. Ở đây thì đúng là những dòng chó bản địa của Việt Nam trước đây. Tuy là nó bé, nó 10 cân, 11 cân nhưng mà con chó nó cũng khá là già rồi. Khoảng 10 cân thôi, nhưng mà đã có chửa rồi đấy. Anh em nào về nuôi con này thì chắc khoảng 1 tháng nữa thôi, Tết là đẻ. Và sang năm là anh em sẽ có một đàn chó nhách luôn. Và con đực thì phối mấy con chó cái này thì là con đực rất là đẹp. Và gần đây thì cũng có một anh ở Sài Gòn cũng có gọi điện ra và đặt mình một con chó đực màu đen hoặc màu đen 4 mắt. Và con chó thì anh yêu cầu là càng dữ càng tốt. Và chó thì phải trên 15 cân. Chắc là anh mua về để trông nhà, trông xưởng. Anh ấy đặc biệt là rất thích những con chó dữ. Và mình cũng ở nhà mình thì và nhà mình thì đang có một con, nó cũng đã đang đáp ứng được khá nhiều tiêu chí của anh ấy. Tuy nhiên chỉ có mỗi cái tiêu chí về cân nặng là nó chưa đạt thôi, vì nó đang tầm 13 cân, nó là chó non. Còn con chó đấy cũng khá là đẹp. Và nếu như anh xem được video này của em thì anh vui lòng liên lạc lại cho em qua số điện thoại 0973 856 119 để được biết thêm thông tin về chi tiết mà em đang tìm cho anh nhé. Và quay trở lại với con chó này thì hôm nay cũng xin đăng lên kênh cho tất cả anh em đang theo dõi và ai yêu thích dòng chó nhỏ, chó nhách nhỉ, thì xin mời hãy thông tin lại nhé. Có thể nhắn tin trực tiếp trên kênh hoặc gọi điện lại qua số điện thoại và tôi vừa cho. Có một con chó kia nó đang có một con chó nó đang sục sạo ở trên đồi này. Và con này thì nó rất là ham đi nhá. Chỉ cần nghe tiếng mách ở trên đồi những con khác thôi là nó sẽ sùng sục đi ngay. Vừa mới về một lúc thôi nhưng mà nó cũng khá là thân thiện vì chó này cũng đi săn nhiều rồi. Quán chủ ai đưa nó đi săn là nó cũng theo luôn thôi. Đấy, mắt của nó rất là đỏ nhá, quay lại cho anh em xem này. Chân tay thì rất là bé nhưng mà lại rất là cơ bắp. Mặt mũi thì rất là nhanh nhẹn. Con này anh em nào mà sở hữu thì chỉ Tết là đẻ thôi, khoảng đấy. Và sang năm thì sẽ có chắc là một vài con chó con. Hy vọng là như vậy. Đen nhưng mà lưỡi hồng nhá. Xích cũng thuần, thoải mái thôi. Ăn uống thì loại này thì dễ chăn lắm. Tài dựng căng đét. Và mình xin được kết thúc video ở đây nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video đi săn cũng như là những video giới thiệu về những con chó săn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.